mời ba người đàn ông lên chọn cho tôi ba viên đá cứng như các anh. Bắt đầu bằng anh Trần Thành Nam. Tôi tự nhiên nhìn thấy ở trong một hàng, cả về cái đường vân ở các cái góc, các cái mép, nó hoàn toàn là tương tự như nhau, thì sẽ dẫn đến những cái sự khó khăn cho bạn ấy. Đấy chính là lý do mà tại sao tôi chọn cái viên đá số 80. Mời anh Sâm. Và mời anh Dương Anh Vũ. Tôi có ý đồ khi mà chọn một nửa viên đá đó, đơn giản là bởi vì trên cái mặt phẳng của nửa viên đá đó nó rất ít lỗ, và khi nó càng ít lỗ thì nó càng có ít khả năng nhận diện cái mặt đá còn lại. Mì ba miền tôm chua cay với nước cốt đột phá, tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt. Sting, vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt. Các em sẽ quan sát, tìm và ghi đáp án mình vào bảng. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Khi mà bắt đầu tìm kiếm thì mình quan sát tổng thể 3 viên và loại suy để tìm ra những cái viên mà na ná giống, thì mình sẽ giảm cái phương án lựa chọn của mình xuống thấp nhất có thể. Cái viên gạch dài này cắt đôi ra cho nên nó phải dựng lên để nó nhìn cái mặt cắt. Đầu tiên thì mình sẽ quan sát màu sắc của đá, độ mới hay là cũ, độ hỏng của nó nhiều hay ít. Đức Giang hình như là bạn ấy không chỉ nhìn bốn cái cạnh đó thôi mà bạn ấy còn nhìn cả mặt trước mặt sau nữa. Thì bản thân Tiên cũng thấy hơi thắc mắc, không biết nhìn mặt trước mặt sau để làm gì, trong khi cái mặt cắt của mình nó chỉ nằm ở một trong bốn cạnh. Ngay từ ban đầu mình không biết mặt nào là mặt cắt với cả mặt A, thế nên là mình phải quan sát bốn mặt cộng với cả hai mặt AB. Như vậy thì nó mới có đủ dữ liệu. Khi mà cái lưỡi cưa liếm vô thì mất một số nét, nhưng trên thực tế là phải nhớ nguyên cái mặt đá luôn, cho nên đôi khi nó mất một số cái nhưng nó vẫn còn một số cái trên mặt đá kia. Đá ông này nó có diện tích quan sát lớn hơn rất nhiều, cộng thêm với cả sai số và sức mẻ trong quá trình di chuyển, nó tạo nên những cái biến số ở hai mặt quan sát. Cái loại này thì là nó giàu oxy sắt cho nên nó mới có màu đó, tại vì nó ở cùng một cái mỏ, cùng ở một cái vùng đất, cùng một cái tầng ấy, thế cho nên là về cơ bản là nó cũng không có khác nhau nhiều lắm, kể cả về màu sắc luôn, không có nhiều cái điểm để mà có thể nhận ra được, mà nó chỉ là nhận diện về gọi là tất cả các chi tiết ở trên đấy, nó có đường vân và mình nhìn thấy cái mặt đối xứng qua cái lưỡi cưa bị cắt ấy, đúng không? Mình cứ tưởng là cắt cái mặt hình vuông ấy, tức là nó là một cái viên khối hình vuông, dạ không, cắt đôi ra thì nó dễ hơn, đúng không? Nhưng mà đây là nó là cắt cái mặt cạnh. Đây là nó là một cái khối chữ nhật, đây xong rồi cắt đôi ra thành hai hình vuông, đúng không? Vấn đề là các cậu không biết được là cắt ở đâu, đâm ra là phải xem, không biết cắt mặt nào. Nhưng mà mặc dù là ba viên này nhưng mà bạn ấy xem mà phải xem 12 mặt, tại vì một viên nó sẽ là bốn cái mặt. Xem bốn mặt. Với cái khả năng ghi nhớ hình ảnh, các bạn phải so sánh bốn mặt của viên đá hình vuông đấy với bốn mặt của từng viên gạch trong hàng B, có nghĩa là 400 mặt. Siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2 lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Vi Giải Trí. Một sự kiện âm nhạc không thể bỏ lỡ, Rap Việt All Star Concert Live Concert duy nhất ngày 30 tháng 1 năm 2021. Chu Beauty, vẻ đẹp đích thực, phát sóng độc quyền trên Vion 23 giờ thứ tư và thứ năm hàng tuần.